Xin chào quý vị và các bạn đang đến với những thông tin liên quan đến lượt trận thứ hai tại vòng loại U23 châu Á 2024. Cụ thể đó chính là trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Yemen. Đối mặt với thời tiết nắng nóng tại Phú Thọ, nhưng đội tuyển U23 Yemen đã có sự phân phối sức hợp lý và tung đòn quyết định hạ gục đội tuyển U23 Singapore. Ít nhiều thì các học trò của ông Milora Sukun cũng đã gây ấn tượng nhất định sau chiến thắng đậm trước đại diện đến từ khu vực Đông Nam Á. Trong lúc đó thì đội tuyển U23 Việt Nam cũng đã có được 3 điểm cũng như là một tỷ số mong muốn để tạo được một lợi thế trước đối thủ trong cuộc cạnh tranh ngôi nhất bảng C. Trong cuộc đua suất chính thức duy nhất của bảng C dự vòng chung kết của giải đấu, Yemen được đánh giá là đối thủ mạnh nhất của đội tuyển U23 Việt Nam. Thực tế đã được chứng minh trong trận đấu ra quân. Rõ ràng đây chắc chắn là một đối thủ rất đáng gờm của đoàn quân huấn luyện viên Philippe Troussier. Xem Yemen thi đấu, họ cho thấy một nền tảng thể lực cực kỳ tốt và thể hình cũng là một điểm mạnh của đội bóng đến từ Tây Á. Nhưng sức mạnh của đội bóng này không chỉ dựa vào ngoại hình. Huấn luyện viên Milora đã xây dựng một lối đá khá là biến ảo khi kết hợp tốt các miếng đánh trung lộ và biên. Đặc biệt các pha vỗ cánh, nhất là cánh trái, nơi có sự xuất hiện của Hamad Maron là miếng đánh lợi hại của đội tuyển U23 Yemen. Hàng phòng ngự của đội tuyển U23 Singapore đã phải mệt nhoài bằng những pha bứt tốc của cầu thủ mang áo số 21, nhưng vẫn không thể khóa chặt được mũi tấn công lợi hại đến từ đối thủ. Ngoài ra thì tiền đạo đội trưởng Hamad Maher, cầu thủ cắm cao nhất trong sơ đồ chiến thuật của U23 Yemen, thực sự là một mũi khoan lợi hại. Tốc độ, khả năng cải lướt và bứt phá mạnh mẽ là những thế mạnh của chân sút số 10 này. Chính Amer Maher là tác giả của cú đúp bàn thắng vào lưới của Singapore. Rõ ràng, đội tuyển U23 Yemen có những điểm mạnh để đội tuyển U23 Việt Nam phải hết sức kiêng dè, không phải dễ dàng áp đặt lối chơi như trận đấu với đội tuyển U23 đảo Guam. Ở bên kia chiến tuyến, mặc dù giành được một chiến thắng đậm, nhưng xem ra cơn mưa bàn thắng chỉ có thể đến với đội tuyển U23 Việt Nam sau khi huấn luyện viên Philippe Troussier có những điều chỉnh trong sơ đồ đội hình. Đơn cử như sự có mặt của cầu thủ chạy cánh đó chính là Hồ Văn Cường ở hiệp 2, giúp cho các pha tấn công của đội tuyển chủ nhà trở nên biến hóa hơn. Khi có thêm một giải pháp để tấn công, đội tuyển U23 Guam đã phải phân tán thêm lực lượng để phòng ngự. Từ đó khoảng trống trước cầu môn sẽ rộng hơn cho đội tuyển U23 Việt Nam để có thể dễ bề khai thác. Rõ ràng, màn trình diễn trước đội tuyển U23 Guam là bài học lớn để cho đội tuyển U23 Việt Nam có những điều chỉnh hợp lý về mặt nhân sự, lối chơi ở cuộc đối đầu này. Sẽ không bất ngờ nếu như huấn luyện viên Philippe Troussier có sự thay đổi về đội hình xuất phát khi đối đầu với đội tuyển U23 Yemen so với trận đấu gặp đội tuyển U23 đảo Guam. Đó được coi là tiền đề để giúp cho đội tuyển U23 Việt Nam có sự biến ảo hơn trong các pha hãm thành, qua đó đem đến một cơ hội thắng lợi nhiều hơn cho đội tuyển U23 chủ nhà. Nhưng để có thể giành trọn 3 điểm trong trận đấu tới đây, hệ thống phòng ngự của đội tuyển U23 Việt Nam cần phải chơi tập trung hơn. Trước U23 đảo Guam, các hậu vệ của đội tuyển U23 Việt Nam chưa được thử thách nhiều bởi sức tấn công của đội tuyển U23 Guam gần như là không có. Dù vậy thì U23 Yemen hoàn toàn khác so với đối thủ đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam, khi họ đang sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo ra đột biến, mạnh mẽ trong các pha hãm thành. Nhìn tổng thể thì đội tuyển U23 Việt Nam có ưu thế sân nhà, tinh thần cũng đã được giải tỏa sau chiến thắng trước đội tuyển U23 đảo Guam, một chiến thắng đậm. Thầy và trò huấn luyện viên Philippe Troussier hứa hẹn sẽ tấn công và sẽ cống hiến cho người xem một trận cầu hay và một chiến thắng dành cho người hâm mộ. Qua đó, nắm thế chủ động hơn nữa trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Về đội hình dự kiến sắp tới của đội tuyển U23 Việt Nam, chúng tôi dự đoán các cầu thủ của Việt Nam ra sân có Văn Tiến, Ngọc Thắng, Quang Thịnh, Tuấn Tài, Minh Trọng, Đức Phú, Thái Sơn, Văn Cường, Thanh Nhàn, Văn Đô và tiền đạo Văn Tùng. Trên bảng xếp hạng hiện tại thì đội tuyển U23 Việt Nam đang tạm thời dẫn đầu với 3 điểm có được, hệ số bàn thắng bại là dương 6. U23 Yemen cũng có được 3 điểm, hệ số bàn thắng bại là dương 3, tạm nằm ở vị trí thứ hai. Hai đội bóng chưa có điểm số nào là U23 Singapore và U23 đảo Guam đang nằm ở vị trí thứ 3 và thứ 4. Nếu như có được một trận hòa trong cuộc đối đầu với đội tuyển U23 Yemen, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn chắc suất nằm ngôi nhất bảng. Trong khi đó thì nếu như giành được chiến thắng trong cuộc đối đầu này thì gần như là 99,9% đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có mặt ở vòng chung kết. Ở cuối cùng trong bản tin này thì chúng tôi sẽ cập nhật đến với quý vị bảng xếp hạng của tất cả các bảng đấu sau khi khép lại lượt đấu đầu tiên như sau. Tại bảng A thì đội tuyển U23 Brunei tạm thời nằm ở vị trí cuối cùng với 0 điểm sau lượt trận đầu tiên. U23 Syria cũng vậy, nằm ở vị trí thứ 3. Hai vị trí dẫn đầu là U23 Jordan và U23 Oman, hai đội bóng đều có được 3 điểm. Bảng B thì U23 Myanmar và đội tuyển U23 Kyrgyzstan đã hòa nhau ở lượt đấu đầu tiên.
hai đội đều có được một điểm, xếp ở vị trí số 1 và vị trí thứ 2. Hàn Quốc và Qatar chưa thi đấu, nên tạm nằm ở hai vị trí thứ 3 và thứ 4. Tại bảng D thì đội tuyển U23 Nhật Bản và Palestine đều có được 3 điểm, chia nhau hai vị trí dẫn đầu. Trong khi đó thì Bahrain và Pakistan chưa có điểm số nào, nằm ở hai vị trí cuối cùng. Bảng E thì Uzbekistan và đội tuyển U23 Iran đều có được 3 điểm, nằm ở vị trí số 1 và vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Đội tuyển U23 Hồng Kông và Afghanistan đều thua ở lượt đấu đầu tiên, nằm ở vị trí thứ 3 và thứ 4. Bảng F thì đội tuyển U23 Iraq và Kuwait có được 3 điểm, xếp ở vị trí số 1 và thứ 2. Đông Timor và Macau, hai đội đã thất bại nặng nề ở lượt trận đầu tiên, chia nhau vị trí thứ 3 và thứ 4. Tại bảng G thì UAE và đội tuyển U23 Trung Quốc hòa nhau nên hai đội mỗi đội có 1 điểm, chia nhau vị trí số 1 và thứ 2. Trong khi đó thì Ấn Độ và Maldives chưa thi đấu, nằm ở vị trí thứ 3 và thứ 4. Bảng H nơi có sự xuất hiện của 3 đại diện đến từ Đông Nam Á, Thái Lan, Malaysia và Philippines. Ngoài ra còn có Bangladesh. Các đội bóng chia nhau các vị trí lần lượt là Thái Lan 3 điểm, Malaysia 3 điểm, Bangladesh và Philippines chưa có điểm số nào. Bảng Y, đội tuyển U23 Úc nằm ở vị trí số 1 với 3 điểm, Pakistan chưa thi đấu, nằm ở vị trí thứ 2. Đội tuyển U23 Lào chưa có điểm số nào, nằm ở vị trí cuối cùng. Bảng Z thì đội tuyển U23 Ả Rập Xê Út có được 3 điểm, nằm ở vị trí số 1, Liban 1 điểm, nằm ở vị trí thứ 2. Campuchia bất ngờ hòa Liban cũng có được 1 điểm, tạm nằm ở vị trí thứ 3. Đội tuyển U23 Mông Cổ không có điểm số nào, nằm ở cuối cùng trên bảng xếp hạng. Tại bảng K thì Turkmenistan có được 3 điểm, nằm ở vị trí số 1. Hai đội bóng lần lượt là Indonesia chưa thi đấu, nằm ở vị trí thứ 2. Đài Loan xếp ở vị trí thứ 3, chưa có điểm số nào. Sau tất cả thì chúng tôi đã cập nhật đến với quý vị và các bạn những thông tin mới nhất liên quan đến trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Yemen, cũng như là bảng xếp hạng các bảng đấu. Quý vị và các bạn hãy để lại những dự đoán của mình liên quan đến trận đấu này ở dưới mục bình luận. Liệu rằng Việt Nam sẽ ghi được bao nhiêu bàn thắng cũng như là tỷ số là bao nhiêu? Hãy comment, nhớ lại đăng ký kênh để luôn nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi.